chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Mọi Bài Thuốc của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta muốn nói đến một loại thực phẩm có mặt trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta rất là thường xuyên, đó là đậu hũ hay còn gọi là đậu phụ. Và với những miếng đậu phụ rất là bình dị, dân dã và giá cả lại rất là bình dân, nhưng chúng ta lại có thể chế biến được rất nhiều những món ăn thơm ngon bổ dưỡng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi nói đến đậu hũ hay đậu phụ thì có một số người khi mà ăn vào thì lại cảm thấy là khó chịu hay là cảm giác như là trướng bụng đầy hơi, thì không biết là nguyên nhân vì sao. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Lương Y Nguyễn Công Đức để cùng Lương Y tìm hiểu thêm về công dụng của đậu phụ như thế nào, đậu phụ thì có chất dinh dưỡng nào dành cho cơ thể quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình ngay bây giờ. Xin mến chào Lương Y Nguyễn Công Đức ạ. Chào Thúy Liễu, chào bà con đang xem đài. Thưa Lương Y, ngày hôm nay Thúy Liễu nhờ Lương Y tư vấn thêm về đậu hũ hay là còn gọi là đậu phụ. Thì chúng ta đã biết rằng là đậu hũ thì làm từ đậu nành, đúng không ạ? Nhưng mà Lương Y có thể chia sẻ thêm về chất dinh dưỡng có trong đậu hũ là như thế nào ạ? Vâng, thì đậu nành làm ra được các cái sản phẩm rất là tốt. Ở Nhật Bản người ta là đậu nành, tức là đậu tương, ta lên men để người ta trị bệnh. Rồi ở Trung Quốc người ta từ đậu nành người ta có thể làm chao này, rồi cái màng ở trên của cái đậu nành á, người ta lấy người ta làm tàu hũ kỳ ha, để làm chả, làm nem, tất cả các cái là từ cái đậu nành. Như vậy đậu nành còn gọi là đậu tương là vì một cái truyền thống của dân tộc ta đó, là lấy đậu nành ủ tương ăn rất là ngon, dành cho những người ăn chay và ở trong nhà chùa. Yeah. Cái đó là nói về đậu nành. Thế bây giờ mình thấy rằng thực ra cái đậu nành là một cái loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của dân tộc ta và của các dân tộc trên thế giới chứ không phải là không. Có rất nhiều cái dinh dưỡng ha, cho nên người dân là ăn, và kể cả trong người ta ăn chay luôn luôn là bị thiếu đạm. Nếu như không ăn đậu hũ hay là đậu miến hay gọi là đậu phụ thì ăn cái gì, lấy cái gì để bù đạm đây? Thành ra cái vấn đề đặt ra hôm nay á là mình tìm hiểu xem là cái đậu nành nó có những cái chất dinh dưỡng gì mà khi làm ra cái đậu hũ thì nó có còn độc hại hay không. Đó là cái mà mục tiêu mà chúng ta muốn đặt ra ở đây. Dạ, và chúng ta nói trước về những cái miếng đậu hũ thế này để Lương Y, thì không biết là trong cái miếng đậu hũ thì nó có chất dinh dưỡng như thế nào ạ? Cũng như là chế biến được những cái món ăn ngon nào từ đậu hũ ạ? Dạ. Thì có lẽ đậu hũ thì làm nhiều món ngon lắm, ha. Trong ăn chay thì xào này, rồi chiên, tên khoa học của nó là lysine mắt, để thấy rằng nó có nguồn gốc chứ không phải là nó lung tung. Dạ. Thì người ta thấy rằng cái nguồn gốc của cái đậu tương hay là đậu nành á là từ Trung Quốc nè. Rồi sau đó mới qua Việt Nam, rồi Mã Lai, rồi Nhật Bản, rồi Triều Tiên. Đó là cái con đường đi của nó như thế, là xuất xứ là phải nói là từ Trung Quốc chứ không phải là lung tung ở đâu. Và Việt Nam ta thì thấy ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi ở Đồng Tháp rất là nhiều, An Giang rất nhiều. Ở ngoài Bắc thì chúng ta thấy Lạng Sơn, Cao Bằng, và bộ phận dùng là hạt. Ha, cái hạt là đậu nành. Thì ta thấy thành phần hóa học của nó có rất là nhiều kali này, natri này, canxi, phosphor, magie và lưu huỳnh. Và người ta thấy rằng cái lysis có từ 15-20% trong cái hạt đậu nành. Cái chất béo 15-20%, rồi người ta thấy cái protein từ 35-40%, có khi đến 50%. Đó là những cái thành phần chính là lysis này, béo rồi protein vân vân. Thì rõ ràng là đậu nành rất là quý. Các cái vitamin người ta thấy nhóm B, có B1, B2, có B6, ha, có BP, và đặc biệt là các cái vitamin tan trong dầu, đó là vitamin A, D, E, K. Vitamin A là làm cho sáng mắt, D đó làm cho chắc xương, nghe không? Rồi E là vitamin dành cho phụ nữ, làm cho đẹp da, ha, làm cho cái người phụ nữ chẳng những đẹp mà còn về khả năng sinh lý, rồi khả năng về tất cả của người phụ nữ để có em bé. Từ cái vitamin vitamin E gọi là vitamin E là tiếng Pháp, còn Mỹ thì nó vitamin E rồi. Yeah. Còn K ở đây là nhiệm vụ của nó là nó tham gia trong cái việc là đông máu.
À, nếu không có vitamin K đó là nếu mà có kinh thì nó sẽ kéo dài ha, rồi mà máu nó không có đông, nó không có chống đông, đó là vitamin A, D, K có nhiều trong đậu nành. Vì lý do đó cho nên khi người ta chế nó ra là dâu đậu nành thì thực sự trong đó nó có các cái nhóm vitamin, các cái nhóm vi lượng, các cái sinh tố đó rất là tốt. Nếu nói như thế vậy thì nó còn cái gì nữa không? Ngoài ra nó có các cái loại men rất là tốt ở trong cái đậu nành. Thế thì cái chuyên đề của chúng ta là đậu hũ, còn gọi là đậu miếng, có lẽ là sắc ra thành miếng, còn gọi là đậu phụ, rồi có nhiều người giỡn là nói là thịt này thịt kia nhưng mà không có đúng ha. Thì ở đây mình đã nói là đậu hũ thôi, còn gọi là nhà đậu phụ. Và thế lại thấy đậu hũ thì đương nhiên là gắn liền với những người mà ăn chay gì đúng không thưa Lương Y? Ăn như vậy thì với những hàm lượng Lương Y vừa chia sẻ có trong đậu hũ á, thì một người ăn chay chỉ ăn đậu hũ như thế này thôi thì liệu là có đủ chất hay không ạ? Chúng ta nếu muốn như vậy thì ta chúng thêm các cái đậu khác cũng là đậu các nhà họ đậu, kính thưa các loại đậu. Thứ hai á, là mè đen ha. Mè đen nó gọi là vừng á, ha. Rồi có đậu đen, có đậu đỏ, có đậu xanh ha. Các cái loại đậu chúng ta mới rửa sạch, nhớ là rửa sạch và phải đãi đi. Nhiều khi là nó có sạn, có sỏi ở trong hay là có cát thì không nên. Rồi rang cho vàng, sau đó là xay bột mịn để trong lọ kín ha, dùng dần. Mỗi lần như vậy là 2 muỗng cà phê, rồi múc ra trong một cái ly, rồi mình thêm, nếu không bị tiểu đường thì ta pha đường, còn không thì ta pha với sữa, không? Rồi là nếu muốn uống lạnh thì thêm nước đá, còn muốn uống nóng thì chúng ta đổ nước sôi, quậy đều lên rồi để nguội mình uống. Như vậy là nó bổ sung các cái loại đậu này, bổ sung cho những người ăn chay mà thiếu đạm. Và khi đối với đậu hũ này thì chúng ta nên ăn lượng như thế nào là hợp lý ạ? Có ăn được nhiều quá trong ngày hay không? Ngoài cái nãy mà các loại đậu á, chúng ta thấy á, như thế thì nó bổ sung trong cái thức ăn của những người ăn chay. Như thế thì nó có trị được cái bệnh gì từ cái đậu nành hay không? Thì thứ nhất là chúng ta thấy bổ can thận. Trong đông y bổ can thận thì nếu mà can thận yếu thì thấy là đau lưng này, mỏi gối này, đi tiểu đêm này, tai nghe không có rõ này, mắt mờ kém ha, tại vì thận thì chủ cốt thủy. Cái nữa là chúng ta nó bổ huyết, là vì trong đậu nành nó có sắt, như vậy thì nó sẽ giúp cho là những người mà thiếu máu do thiếu sắt thì prothrombin nó kết hợp với sắt nó tạo ra hồng cầu nhiều hơn, như vậy là bổ huyết, trị thiếu máu do thiếu sắt, cái đó cũng nói rồi. Và một cái nữa là suy nhược thần kinh. Mà suy nhược thần kinh là do suy nhược cơ thể, tức là ăn không đủ rồi người gầy, rồi mất ngủ kéo dài, rồi suy nhược, rồi đâm ra là lúc nào cũng lo lắng, tức là thần kinh nó cũng bị suy nhược. Đó là những cái bệnh lý mà đậu nành tham gia được trong cái điều trị các cái chứng bệnh ta vừa kể. Thì ăn như thế nào là đủ, vừa đủ, đặc biệt là đối với đậu hũ hay là nói riêng hay đậu nành nói chung? Đậu nành một ly nhỏ nhỏ thế này thì nó bình thường thôi. Còn cái đậu hũ ở đây ta thấy nó tới 2 miếng. Thực ra mỗi một người chỉ cần là nửa miếng thực sự chỉ cần nửa miếng là đủ chứ không nhiều đâu. Nhiều người là quá trời đất luôn, coi như một dĩa bự như vậy rồi sốt cà đồ vô thấy ngon, làm tới bến luôn thì nó nê bụng là phải rồi. Đối với đậu hũ thì không biết là Lương Y có những lời khuyên nào hay là có những đối tượng nào chúng ta nên kiêng kỵ không ạ? Vâng, trước khi nói kiêng kỵ thì chúng ta nói nữa là cái đậu hũ, tức là nó có một cái lợi nào nữa hay không? Đặc biệt là nó tăng cái cholesterol tốt lên và đồng thời nó giảm cholesterol xấu xuống. Hay nói cách khác là nó rất có lợi cho những người mà cholesterol tăng. Tức là nó làm giảm xuống là rất là tốt. Cái thứ hai nữa là nó chống loãng xương vì nó có nhiều vitamin D như ta đã nói hồi nãy. Một cái nữa là giảm cân. Nếu mà ăn sử dụng cái đậu nành thì chúng ta thấy là những người mà thừa mỡ rồi thừa cân sẽ giảm xuống. Một cái nữa nó bổ tim, nhờ là nó
nó làm thông thoáng được các cái mạch máu, cho nên là máu nó lưu thông tốt, cho nên tim nó cũng tốt theo. Người mà bị viêm dạ dày, người mà đường ruột không có tốt, tức là ăn cái gì lạ vô là tiêu chảy, cho nên là không được ăn. Một cái nữa mình thấy rất là quan trọng, nó tốt là thế, nhưng mà người bệnh gút, tức là acid uric tăng là không có được dùng. Là vì sao? Vì trong cái đậu nành nó có nhiều purin, mà purin là cái chất mà nó tạo ra, nó làm cho cái acid uric tăng lên, cho nên sẽ bị gút. Một cái nữa là những người mà đang uống thuốc kháng sinh nha, đang uống kháng sinh mà uống sữa đậu nành là không được, nó mất tác dụng. Cũng giống như người ta uống kháng sinh mà đi ăn bưởi nữa là không có được. Rồi một cái nữa là tuy là cái isoflavone nó ít như thế, nó bắt chước để mà progesterone như thế, nhưng mà phần nào cái yếu tố tâm lý, cho nên cái người mà bị ung thư vú là không nên ăn đậu nành, không nên ăn đậu hũ. Và những người bú cổ, cho nên những người bú cổ hỏi một câu, hỏi bây giờ cái bú cổ này cử gì? Cái đầu tiên là đậu nành đó, tức là đậu hũ đây. Cái thứ hai là bắp cải, su hào, những cái mà chúng ta không nên ăn. Một cái nữa là người bị sỏi thận, là acid uric tăng thì cái sỏi thận nó cũng có thể hình thành, cho nên là không nên ăn sữa đậu nành. Đối với những người dạ dày yếu, đường ruột yếu, người bị gút, người bị sỏi thận, người đang uống thuốc kháng sinh và người bị ung thư vú. Vâng ạ, cảm ơn Lê Y rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, qua cuộc trò chuyện cùng với Lê Y ngày hôm nay thì đã giúp chúng ta hiểu thêm được về đậu hũ nói riêng cũng như đậu nành nói chung, đúng không ạ? Những chất dinh dưỡng bên trong nó như thế nào, cũng như là giúp cải thiện sức khỏe ra sao, nhưng mà cũng có những cái điều lưu ý khi chúng ta sử dụng đậu hũ hay là đậu nành, quý vị nhé. Đến đây thì chương trình Mỗi Ngày Một Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.